Đồng hồ cho bạn ơi. Ổi ổi này là ổi gì đây? Ổi ruột đỏ. Ở nhưng mà ruột đỏ không ngon. Giờ người ta trồng cái ổi mà không hạt không mà. Một mớ mấy trăm cây ổi này các bạn. À. Em mua giống về đây. Đây trồng. Đây là sầu riêng này. Sầu riêng Thái. Đó. Mua giống sầu riêng Thái về trồng. Ổi. À, đây là cam, quýt, bưởi, chanh. Đây này. Cam, quýt, bưởi, chanh. Và đây là cái gì ta? À, cây này là cây ở miền Nam gọi là quả la. Cây la. Đó, còn đây là cái gì ta? Cây là mấy cái này cái gì không biết. Không biết tên. Còn cây này là cây trái măng cụt này, cây măng cụt này. À, giống măng cụt đó. Đây là giống măng cụt. Trồng măng cụt. Đây là giống măng cụt đây các bạn. Đây nào.